Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút theo dõi kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bản thân Hậu Hoàng vừa xác nhận chánh cung, mỗi trưởng Long đã tự nhận làm tỳ thiếp để tranh sủng. Từ khi sau nhập ngũ lên sóng, số lượng thành viên hội đẩy thuyền mũi trưởng long và hậu hoàng tăng lên chóng mặt thấy thánh nhạc chế được fan tích cực ghép đôi cùng đồng chí chỉ huy sau nhập ngũ bản thân hậu hoàng mới đây đã đăng ảnh thân thiết cùng cô nàng với dòng trạng thái tôi mới là chánh cung trên tory instagram hậu hoàng cũng chia sẻ hình ảnh tương tự bản thân mình còn đùa rằng cả hai đã kết hôn được 5 năm đến chính cho các fan rằng đây mới chính là chánh cung của mình bức ảnh vừa được đăng chưa được bao lâu Mũi trưởng Long đã mò ra được rồ phai của bản thân hậu Hoàng và vào tận Facebook cá nhân của cô bạn này gửi lời chào. Tỳ thiếp chào chánh cung, tự nhận chỉ là tỳ thiếp trong hậu cung của hậu Hoàng Mũi trưởng Long khiến các fan cười lăn. Không ngờ có ngày mũi trưởng Long uy nghi, quyền lực lại tự nhận mình chỉ là thân phận thế thiếp tranh sủng. Nhiều người còn cho rằng có lẽ đây là động thái của mũi trưởng Long khi muốn ra mắt hội bản thân của hậu Hoàng Hậu Hoàng vừa mua ban mì tôm vừa giải thích tin đồn kiếm 10 tỷ một tháng, không quên kết hợp đòi nợ cuối năm. Tết là thời điểm mà ai cũng nôn nao đợi chờ hai tiếng tin tin báo nhận tiền thưởng sau một năm lao động mệt mài. Bên cạnh đó, đông đảo các chủ nợ cũng chờ đợi những người đã vay tiền mình suốt năm qua có thể chốt đơn trả nợ vào trước giờ giao thừa để có một cái Tết ấm êm bên gia đình. Điều này cũng không ngoại lệ với cô nàng hậu quang youtuber hot nhất nhì trong lòng giới trẻ. Mới đây cô nàng vừa đăng một đoạn to đi than thở về tình trạng khách hàng hẹn sau Tết thanh toán. Cô nàng buồn bã viết chưa gì đã thấy cái Tết có nhiều mì tôm đang đón chờ mình. Bên cạnh chuyện đợi mãi không thấy khách yêu thanh toán trước Tết cho mình, Hậu Hoàng cũng giải thích về tên đồn kiếm được 10 tỷ một tháng răm rang suốt thời gian gần đây. Theo đó cô nàng khẳng định luôn nếu thật sự có chừng ấy số tiền, mình sẽ ăn tôm hầm chứ không làm clip mua băng mì tôm thế này. Có thể nói thời gian gần đây, sự nghiệp của Hậu Hoàng thăng hạng thấy rõ. MV Comedy Cây Tre Tâm Đốt của Hậu Hoàng sau 3 ngày công chiếu đã leo thẳng lên vị trí top 1 trending trên Youtube. Hậu Hoàng tiếp tục chứng minh mình vẫn giữ ngôi vị nữ hoàng nhạc hài nhạc chế khi ra sản phẩm nào đều ăn tiền sản phẩm nấy. Bên cạnh đó, cô nàng cũng xuất hiện và gây sốt ở chương trình sau nhập ngũ, được dân tình đẩy thuyền tích cực với mũi trưởng Nguyễn Việt Long. Sau nhập ngũ năm 2020, bắt quả tang khoảnh khắc hậu hoàng và mũi trưởng long mắt chạm mắt, tai sờ vai. Như các tập đầu, nếu đội editor của sao nhập ngũ ký định chèo thuyền mũi trưởng long và hậu Hoàng, thì càng về sau họ không cần làm điều này nữa vì thuyền giờ đã cập bến. Nên chứng cho việc đó là càng ngày hậu và long chăm tương tác, tạo ra phản ứng hóa học cả ở trên thao trường lẫn trên mạng xã hội. Mới đây đội ngũ editor đã hé lộ phân cảnh của hậu hoàng và việt long trong tập mới. Trên thao trường vất vả, cặp đôi đã bị bắt quả tan khoảnh khắc lén lút vỗ vai khi ánh mắt vô tình chạm nhau chỉ với đoạn clip màu cam nhưng thuyền viên của cặp đôi này cũng đủ sung sướng và háo hức chờ đón một ngày phân cảnh này sẽ lên sóng ở diễn biến mới nhất là người lựa chọn thử sức số ngói thấp nhất một miếng nhưng không thành công hậu hoàng bị mũi trưởng lông trêu và các thuyền viên lại chứng kiến màn tương tác nảy lửa trên mạng xã hội đăng ảnh nhớ sau nhập ngủ, hậu hoàng bị mũi trưởng lông giỏi cực mạnh vì trong ảnh không có mình trước sự hờn giỏi của mũi trưởng lông Hậu Hoàng đã chuẩn bị riêng cho anh chàng một bức ảnh toàn mặt khiến dân tình cười ngã nghiêng ngã ngửa vì quá đáng yêu. Chỉ còn 3 tập nữa sau nhập ngũ năm 2020 sẽ chính thức kết thúc hành trình của mình. Chương trình đã gây bão suốt những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với nhiều tình tiết thú vị. Trong đó không thể kể đến chiếc thuyền mũi trưởng long và hậu Hoàng đang làm mưa làm gió. Không chỉ các fan, chính chủ hai nhân vật cũng thường xuyên tương tác, bình luận trên các ta tuyết của nhau không ngần ngại khiến dân tình càng rần rần hơn. Tần suất gặp nhau của cả hai cùng với dàn sao nhập ngũ cũng không hề ít. Mới đây trên trang cá nhân, họ hoàng chia sẻ lại hình ảnh chụp gần như đầy đủ các hội chiến sĩ tham gia sao nhập ngũ. Từ các nữ chiến sĩ đến các đội trưởng, các bạn chung tiểu đội với cáp sinh. Sắp đến tập cuối rồi, xem mà nhớ các đồng chí quá. Để chiếc ảnh này ở cover để ghi nhớ mình đã từng có một kỷ niệm siêu mệt mỏi, siêu khổ cực, siêu sợ hãi nhưng siêu vui, siêu tình cảm, siêu đáng yêu như thế ạ. À. Bức ảnh và dòng trạng thái vô cùng xúc động là thế, nhưng phía dưới bình luận lại có một thanh niên giỏi cực mạnh, đó là mũi trưởng Long. Nguyên nhân chính là do tấm ảnh có đầy đủ tất cả mọi người trừ mũi trưởng. Mũi trưởng Long bình luận, sao toàn ấp ảnh không có tôi thế đồng chí? Có vẻ như mũi trưởng Long vô cùng ấm ức khi bị cho ra rìa. Để so dịu anh đồng chí đang giỏi hờn, hậu hoàng đã cất công đăng hẳn một tấm ảnh chế có mặt của mũi trưởng Long trong ảnh lên phần bình luận. Bức ảnh làm cho các fan lần nữa cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mộ trưởng Long cũng cay cú hỏi cô nàng Có phải cô nàng muốn trả thù Vũ Anh suốt ngày bảo cô không rửa mặt hay không Hành động tương tác đáng yêu của cả hai khiến các cư dân mạng có thêm niềm tin vào mối quan hệ thân thiết của mỗi trưởng Long và hậu quang. Chiếc thuyền Long và hậu xem ra ngày càng ra khơi rồi đấy Sau nhập ngủ, biệt đội tắm heo dọn dẹp nhiệt tình hủy nhạc cực sung tại chuồng heo trong tập 14 sau nhập ngũ, cảnh quay được khán giả mong mỏi nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tem tắm heo, Diệu Nhi, Nam Thư, Hậu Hoàng đã bắt tay vào dọn chuồng heo do thua cuộc trong thử thách vượt chướng ngài vật ở tập 10. Tại đây, mỗi trưởng Long là người trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các nữ chiến sĩ. Trong việc đội tắm heo, chỉ cả Nam Thư là thành viên hăng hái và tích cực nhất. Cô gần như không ngán bất cứ nhiệm vụ nào. Trong khi đó, Diệu Nhi lại bị nhiệt với chuồng heo. Nữ diễn viên có lúc cảm thấy buồn nôn vì không chịu được mùi khí ngột ngạt tại đây mỗi trưởng Long ra lệnh cho Diễu Nhi bước thẳng vào chuồng heo, còn hậu quan thì tích cực quét dọn, chỉ cả Nam Thư xong vào không ngán nhiệm vụ nào cả. Trước khi ra về, cả tem quẩy cực sung tại chuồng heo. Và cuối cùng, biệt đội tắm heo, bớt đủ dáng hào hứng khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chơi lầy như hậu hoàng, kỳ công Photoshop mặt mỗi trưởng Long chỉ để trả thù. Cuối tuần vừa qua sau khi tập 13 lên sóng, họ đẩy thuyền cho mũi trưởng long và hậu hoàng càng thêm mở cờ trong bụng không chỉ bàn dân thiên hạ tích cực ghép đôi đến cả nhân vật chính cũng đang ngắm ngầm để giúp mọi người khiến dân tình lại thêm thích thú không chỉ dừng lại ở đó hậu hoàng còn lại lọi ghép mặt đồng chí mũi trưởng để trả thù vụ mũi trưởng sỉ nhục chuyện cô chặt ngói ngay lập tức hành động của hậu hoàng nhận về vô số sự thích thú của mọi người ai cũng phì cười trước sự lề đội của cặp đôi nhưng một điều quan trọng hơn là nữ youtuber đã lấy đâu ra tấm ảnh mà mỗi trưởng Long có biểu cảm xuất sắc và phù hợp với ảnh chế như vậy. Thế nhưng đáp án được tiết lộ gián tiếp bởi Kỳ Duyên. Quá ra đây là khoảng khắc mỗi trưởng Long nhận xét về thành tích của Kỳ Duyên khi cô nàng chặt 3 trên 4 miếng ngói. Về phần mình, đồng chí mỗi trưởng cũng cáp ngay bức ảnh Mimi về mình và đăng to ri. Tức, sau đó người ta phát hiện ra, hậu hoàng không những ghép mà còn chịu khó làm trắng sáng da mặt cho mũi trưởng long ghép hình gì mà vẫn có tâm vậy thì thôi. Thanh hưng suối hậu hoàng làm vợ mũi trưởng long phản ứng của chính chủ khiến anh tinh thuyền đã cập bến. Mới đây, Hậu Hoàng đã chia sẻ hình ảnh trong tập 13 của chương trình sau nhập ngũ, kèm ta tuốt. Không chặt được lần này thì thôi mình tập thêm thể lực, mình làm lại lần sau, gì mà đồng chí phải sỉ nhục tôi, hu hô, hô tôi tức điên. Dưới phần bình luận, hậu hoàng còn đăng một ảnh ghép, trong đó mặt của cô được đổi chỗ với mặt mũi trưởng long. Hậu hoàng viết thêm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Điều này cũng do cơ sự xảy ra trong tập 13, theo đó hậu hoàng mặc dù đã cố gắng vận nội công nhưng không chặt nổi một viên ngói nào. Hậu hoàng định chơi ăn gian, nhưng lúc mũi trưởng long không chú ý thì ném viên ngói xuống đất để vờ như mình đã đập vỡ. Tuy nhiên không may mũi trưởng long đã phát hiện hành động bất thường của hậu hoàng và còn công khai trêu chọc cô trước toàn đội là để lại ngói cho anh xây nhà đúng không? Cùng với nhiều netizen khác, ca sĩ Thanh Hưng bình luận suối hậu hoàng cách trả thù mũi trưởng long tốt nhất về làm vợ người ta rồi nắm hết tài chính thu gom triệt để quỹ đen của đối thủ không cho cầm đồng nào đó là giải pháp trả thù nhân văn nhất mũi trưởng long nhanh chóng ngửi được mùi kỳ lạ và lập tức phản hồi anh đừng dạy người ta làm khổ em vậy chứ còn hậu hoàng thì lãng tránh vấn đề chính nguyễn thanh hưng và nguyễn việt long hai ông tính thẩm thuộc gì ở facebook tôi thế sau khi sao nhập ngũ công chiếu mũi trưởng việt long và hậu hoàng thành chiếm hạm không có gì phá nổi cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình nhờ tương tác tự nhiên đáng yêu trong môi trường quân đội hậu quang cũng từng chia sẻ mặc dù chỉ mới quen biết nhau vài ngày nhưng mũi trưởng long là đồng chí nam đặc biệt nhất với mình anh để lại cho cô nhiều cảm xúc khác nhau đáng yêu có giận có vui có mà ghét cũng có